quanh cửa những anh mới bao ngầu, ngập mặt lần đầu quẹt Zalo, họ TikTok cơ bay gà tô. Chân kiến tình trường là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm thì mình lên thường. Nè đừng hiểu lầm anh là bad boy.
nên lê chầu cầu. Nay em đây cũng đã lớn, sánh vai bước bên anh kìa. Đâu mơ cao giàu sang, chỉ mong có nhau mãi mãi về sau. Tiếng trống sắp sinh trong làng mình, đàn trai rước nhau đi về dinh. Đôi bên gia đình này vui thật vui, cùng nâng chén ta cùng say không về. Đấy có ông xui với bà xui, cùng xe tới duyên chung lứa đôi. Chúng nó kết nhau rồi yêu thương đầm sâu, thì mình lo cưới thôi. Ta hứa bên nhau đến trọn đời, bạc đầu nắng mưa không rời xa. Kênh muối dưa cay là giàu sang cũng không đổi dời. Đến nói em nghe về ngày mai, vợ chồng tình nghĩa luôn có nhau. Rồi tôm nấu ruột bầu em chàng anh hút được đầu khen ngon. Còn chờ điều gì nữa? Này là chiếc nhẫn anh muốn trao em. Chính lúc này, ngay lúc này, gật đầu làm vợ anh nhé. Vì duyên số do trời đã cho anh gặp một người để yêu thương em suốt một đời. Giờ anh muốn ngỏ lời sẽ không bao giờ thay đổi, mãi bên em trọn đời. Dẫu bao gian lao thì hãy hứa với anh được không?
lẫn giòn nào mà ngờ lại đây xóa tan đi bốn bề tháng ngày. Mong mơ hằng đêm ôm nhớ thương một người, mái tóc xòa ngang vai ấp ơi, chút hương yêu cho đời thêm say. Dẫu nơi nào buồn phiền có kéo đến, xin hãy ôm anh vào lòng, nhìn anh xem anh có giống đang đùa không. Ngày ta cùng nhau nắm lấy đôi cánh tay, là sắp về chung mái ấm bên nhau mỗi ngày. Đặt đôi bàn tay lên đây anh trao, nhắn cưới cho em ngày. Ngày mai bình minh thâu sắc chia anh với em, nhà trao nụ hôn lên môi em và đôi tiếng yêu em. Tình yêu anh luôn chở che nụ cười em.
sửa chân trâu, hết chân trâu nhưng siêu to tình yêu của em. Rồi còn những em biết mình anh nhút nhát nhưng cũng biết nói yêu. Giống như bức tranh thêm màu sắc tươi,
đoạn đường kia phù lắm trong gai, giữa sương phủi bờ tương lai đang chờ, thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào. Ngàn hương hoa tỏ khắp nhân gian, nắng kia nhẹ nhàng chờ em đến, có em bên đời thấy ôi sao bình yên, mong thời gian sẽ mãi ngưng lại, sẽ mãi cho em tình yêu, mãi cho em bài ca, mãi cho em những điều đẹp nhất trên đời. Ngàn vì sao sẽ minh chứng tình anh với em, mong đến khi ta gặp nhau nhắn tin hôn tặng em, trái tim sẽ chung nhịp từ phút giây này, mong ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không thay đổi lòng. Bạn tình ơi bạn tình ơi, sông vô miên man ăn mây nhẹ nhàng. Bạn tình ơi bạn tình ơi, sưởi ấm trong nắng chan hòa. Bạn tình ơi bạn tình ơi, ta sẽ lên xe đón em về nhà. Bạn tình ơi bạn tình ơi, sẽ không rời xa. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, thương anh em không đổi dời nên đừng nói chuyện buông lơi. Nhà anh thì ở sông dưới, còn em ở bên kia sông. Quê em thì chẳng có gì ngoài đặc sản cá cua đồng. Anh chịu làm chồng em không nói để em còn chờ mong. Thành thị bốn ba mệt lắm thôi ở lại cùng em vung chồng. Em đã đến tuổi cưới chồng nhưng chỉ chờ đợi anh qua. Ba em thì cũng không khó, chỉ cần anh mang lễ đến nhà. Ngày nào rồi cũng lớn lên chờ đến ngày đóng bông kết quả. Em cua anh cả năm rồi chẳng chờ gì anh không mệt hả? Trải qua gió sương phong ba bụi trần, hãy vươn lại sau những năm tháng mệt nhoài. Cứ vui tươi cười hoài, đời giống như bức tranh thêm màu sắc tươi. Đoạn đường kia phủ lắm trong gai, gió sương phủi bờ tương lai đang chờ, thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào. Ngàn hương hoa tỏ khắp nhân gian, nắng kia nhẹ nhàng chờ em đến, có em bên đời thấy ôi sao bình yên, mong thời gian sẽ mãi ngưng lại, sẽ mãi cho em tình yêu, mãi cho em bài ca, mãi cho em những điều đẹp nhất trên đời. Ngàn vì sao sẽ minh chứng tình anh với em, mong đến khi ta gặp nhau nhắn tin hôn tặng em, trái tim sẽ chung nhịp từ phút giây này, mong ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không thay đổi lòng. Bạn tình ơi bạn tình ơi, sông vô miên man ăn mây nhẹ nhàng. Bạn tình ơi bạn tình ơi, sưởi ấm trong nắng chan hòa. Bạn tình ơi bạn tình ơi, ta sẽ lên xe đón em về nhà. Bạn tình ơi bạn tình ơi, sẽ không rời xa. Bạn tình ơi bạn tình ơi, sông vô miên man ăn mây nhẹ nhàng. Bạn tình ơi bạn tình ơi, sưởi ấm trong nắng chan hòa. Bạn tình ơi bạn tình ơi, ta sẽ lên xe đón em về nhà. Bạn tình ơi bạn tình ơi, sẽ không rời xa. Một ngày em nói đồng ý thì
trong tay. Và người yêu ơi em đâu hay, anh ước mong chỉ có thế này. Một phở, hai con, ba lầu và bốn bánh, đến khi ngày tóc đã bạc trắng ta vẫn luôn thấy yêu đời. Giống như bao người tìm đâu ra một nửa yêu thương để có thể viết nên câu chuyện về tình yêu mà anh đã nghĩ suy bấy lâu. Anh chỉ cần những điều giản đơn, chẳng cần những gì xa hoa khi ta sống chung mái nhà. Dù ngày mai tương lai ra sao thì anh sẽ luôn luôn vì nhau để cha em có được tràn vẹn niềm hạnh phúc như lúc đầu. Và anh muốn bước tiếp cùng em đến nơi hạnh phúc muôn trùng. Và anh muốn là người đàn ông dù đến sau những lá cuối cùng. Và em có biết không, anh đã sắp xếp tất cả. Chờ đến một ngày em nói đồng ý thì anh sẽ rước em về ngay. Và anh muốn lúc bây giờ đây có thể ôm em trong tay. Và người yêu ơi em đâu hay, anh ước mong lại chia ra dầu con em hiền ngoan nơi trốn.
tình yêu giữa ngân hà, một lần hai tình nhưng yêu thương thật thà.
sao rồi ông nỗi niềm chẳng chọc em thâu. Thật ra anh cũng có đôi ba tư lần tâm đứng trước gương để nói yêu em đã sao khó quá đi. Chẳng biết là em bây giờ đang thương ai chưa, sáng sớm rồi chưa tôi chiều cần ai đón đưa. Người ta tình tuy ngắn như thế nhưng suốt bao năm dần dài vẫn lặng im. Hãy cứ nói ra một lần rồi tính sau. Anh thề là trái tim nhớ thương mỗi em thôi. Anh thề là sẽ luôn ở bên nếu em không từ chối. Nói mấy câu hẹn thề ngọt trên môi, ai còn tin những thứ xa xôi. Có lẽ phải tìm cách tỏ tình khác thôi. Em mà cuộc sống như đóa hoa nay xuân nở mai tàn. Yêu làm mọi thứ trên thế gian, sống vui khi ngày tháng mình lo lắng cho nhau cười cần là. Người cần tình yêu giữa ngân hà, một lần hãy tin những yêu thương thật thà của nhà sáng cháu uống
nước mắt như suối cứ tuôn, con tim bé bỗng tổn thương. Người bao trước phải đắt lóc mèo, tim mà kêu. Người lại đi tìm trai nói đều, em muốn yêu. Người làm bao chàng trai thuần thức cá đêm hàng vạn, có tim dắt nhau tìm trốn em nè. Cuộc đời anh không đơn trắng tay, bởi chính em một ngày không được thì hai ngày theo đuổi em. Chỉ mong rằng em chỉ yêu riêng mình à. Cần gì son, anh đây tô má em thêm hồng. Anh đây tô má em thêm hồng. Đâu ai mong muốn em theo chồng. Muốn em theo chồng. Chẳng ai 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 ai. Đời ơi, tuy anh hơi đèo quần áo, có trong hơi đèo tình cảm, duy nhất một đời dành hết cho em người ơi. Vì em một chân tương tư để anh say em giúp mặt đời hư vô. Người bao trước phải đến lúc nào tìm mặt kia. Người lại đi tìm trai nói yêu. Em muốn em. Người làm bao chàng trai thuần thức cả đêm hàng vạn, có tim dắt nhau tìm trốn em lên. Cuộc đời anh thuộc đơn trắng tay, bởi chỉ nghe một ngày không được thì hai ngày theo đuổi em. Chỉ mong rằng em chỉ yêu riêng mình à. Được đâu dễ anh ơi, cuộc đời dài đến mấy nên thôi ta cứ bên nhau. Cuối năm này về nhà cùng với em đi, chờ đi ông bà ngóng rồi lại qua hết xuân thì nắm tay nhau mình cùng dẫn lối nhau đi. Chẳng quan trọng dù là thích cá hay mì, bữa cơm dù đang mà ta vẫn bên nhau. Dù đôi lúc có lắm cái máu sầu, nhưng ta vẫn bên nhau rồi ngày mai sau có những đứa con hạnh phúc dẫn chàng. Cơm nay để em lo, trên bát để anh trông. Yên tâm chồng nhé, sẽ có một mình đâu. Mình cưới thôi bên có đứa mà bồng, kẻ sau này nhiều gió và sương, miễn về nhà còn có người thương, niềm vui lớn cho một tình yêu nhỏ. Bây giờ nắm tay nhau ta đi lên phố, bởi ông bà xưa đã dạy nếu lỡ có cưới là cưới liền tay. Để lâu ngày thằng khác nó hết thì mày ngồi ra đó vừa khóc vừa gây. Đây nên là mình cưới thôi em, chân chơi gì còn đắng rồi đó. Cả thanh xuân mình đã dành cho nhau, bây giờ hậu đám cưới hợp lý rồi đó. Chuẩn luôn, khá thế nhở. Ta thương nhau đã lâu rồi, bên nhau cũng vài năm rồi, chẳng chờ chi nữa cưới thôi. Ba má em thường hay hỏi ta yêu nhau giờ sao rồi, nào mình có đứa nhóc trong nồi. Giữa vạn người gặp được đâu dễ anh ơi, cuộc đời dài đến mấy nên thôi ta cứ bên nhau. Cuối năm này về nhà cùng với em đi, chờ để ông bà ngóng rồi lại qua hết xuân thì nắm tay nhau mình cùng dẫn lối nhau đi. Chẳng quan trọng dù là thích cá hay mì, bữa cơm tràn. Cơm nay để em lo, trên bát để anh cho. Yên tâm chồng nhé,
rồi. 10 năm chứ ít gì, anh đã chờ ngày này từ lâu rồi. Ngày chúng ta thành đôi, con cảm ơn ba và cảm ơn mẹ đã yêu thương chở che, trao đến cho con cả một thiên thần. Ngày hôm nay chúng ta ngập tràn những nhà cứ nhung ngắm lúa là phần nghèo như
Một là em cưới anh, còn không anh sẽ canh ngày nhà trai rước dâu anh sẽ câu nhờ. Làm em say tứ đưa, làm em ngủ tới trưa để đàn trai thuê rước dâu luôn. Cả làng ấy cũng biết em là con cô sáu chú tám bên nhà. Xin chào gia đình, nhà cửa những gấm lúa là phần nghèo như anh chẳng nhân mong mà đều bông khéo chứ khó trong lòng. Anh nhớ năm chờ ta hoa trong nhà thường. Cả làng ấy cũng biết em là con cô sáu chú tám bên nhà. Xin chào gia đình, nhà cửa những gấm lúa là phần nghèo như anh chẳng nhân mong mà đều bông khéo chứ khó trong lòng. Trong ban tiếp khách tiếp tân hướng dẫn và đón chào quý vị, và thưa tất cùng là quý vị quý chị rất trân trọng và kính mến, đón khách thì như đón mùa xuân. Và ngày hôm nay với một truyền thống tiếp khách tốt đẹp từ phía gia đình ông bà toàn quý, hân hoan chào đón tất cả quý vị trong ngày vui của hẹn tôi ngày hôm nay. Lúc này chúng ta đang thấy đoàn biểu đại diện gia đình họ thành lập phái đoàn cùng hai em Gia Vương, Hoàng Liên
di chuyển về trung tâm vòng mở gia đình chúng ta ngày hôm nay. Một đám cưới thật đẹp trên đường quê, với đoàn biểu đại diện gia đình họ trai đi trước, họ gái tiếp bước theo sau, cùng di chuyển về khán phòng trung tâm hân hoan tổ chức ngày hạnh phúc thành hôn của hai em Trịnh Gia Vương, đêm duyên cùng nàng dâu xinh đẹp Hoàng Liên trong chương trình trưa nay. Và thưa quý vị, lúc này chính thức đoàn đại biểu đại diện họ đã chính thức thượng lộ bình an trở về với trung tâm vòng mừng gia đình chúng ta ngày hôm nay. Xin hoan hỉ nhiệt liệt chào đón đoàn đại biểu đại diện gia đình hai họ. Xin quý vị đồng vui lòng mở lối đón đoàn đại biểu đại diện gia đình hai họ tại vị trí phía nhà chính diện, hân hoan rộng mở đón nhận sự hiện diện của quý vị cao niên cao tuổi. Cùng với đó, sự hiện diện của quý vị thông gia sẽ cùng di chuyển vào hàng ghế phía trong nhà để gia đình được hân hoan chào đón quý vị trong ngày phúc thành hôn của hai em Trịnh Gia Vương, đêm duyên cùng Hoàng Liên trong chương trình trưa nay. Vị trí phía nhà chính diện xin kính mời sự hiện diện của quý vị cao niên về trên. Đoàn đại biểu đại diện gia đình hai họ kính mời sự hiện diện của quý bề trên sẽ cùng di chuyển vào hàng ghế trong nhà để gia đình được hân hoan chào đón quý vị trong hạnh phúc thành hôn của em đôi ngày hôm nay. Bên cạnh đó, lúc này chúng tôi được nhận thấy với sự hiện diện của quý quan viên gia đình họ gái khách quý, chào mừng sự hiện diện của gia đình ông Hoàng Ngọc Lực, bà Nguyễn Thị Tùng Lê là cha mẹ thân sinh từ phía cô dâu Hoàng Liên. Kính mời quý vị tiếp tục di chuyển vào phía trong nhà. Kính mời sự hiện diện của quý quan viên gia đình họ gái khách quý cũng sẽ di chuyển vào hàng ghế chính diện phía trong nhà. Xin được hân hoan nhiệt liệt chào đón quý quan viên gia đình họ gái đến từ quê đất mẹ Đồng Nai thân yêu. Mời quý vị khách quý tiếp tục hướng dẫn đón mời quý vị cùng tham dự chúc mừng hạnh phúc lứa đôi cho hai em Gia Vương kết duyên cùng Hoàng Liên. Sân trung tâm xin được đón chào sự hiện diện của quý vị nam thanh nữ tú cùng sự hiện diện của quý đoàn đại biểu đại diện gia đình hai họ. Với sự hiện diện của quý vị quý khách gần xa, mời quý vị cùng di chuyển vào trung tâm vòng mừng. Mời quý vị nam thanh nữ thanh niên chúng ta sẽ ngồi tại sân trung tâm và chúng ta cùng hân hoan đón chào hai em Trịnh Gia Vương và nàng dâu xinh đẹp Hoàng Liên đã chính thức hiện diện tại vị trí cổng hoa lễ đường hạnh phúc để cùng hân hoan chào đón quý vị trong hạnh phúc thành hôn của em tôi buổi trưa ngày hôm nay. Vị trí nhà chính diện xin phép được gửi trao quân lời mời từ phía quan viên gia đình họ trai để cùng hân hoan đón chào quý vị với hạnh phúc thành hôn của em tôi hôm nay. Tiên đêm duyên cùng Gia Vương, thật đúng là hai người đẹp nhất hôm nay mà cô dâu chú rể thì đều say mê tình. Mời em cùng tay trong tay di chuyển về vị trí bàn chủ hôn. Và chúng tôi rất muốn quý vị trong gia đình chúng ta sẽ cùng hỗ trợ giúp đỡ gia đình để gia đình được hân hoan rộng mở đón mời sự hiện diện của quý đoàn đại biểu đại diện gia đình hai họ. Kính mời quý vị chúng ta sẽ ngồi tại sân trung tâm để chúng ta sẽ cùng dự chương trình đại lễ thành hôn của em tôi ngày hôm nay. Chúng tôi rất muốn quý vị trong gia đình ông bà toàn quý, chúng ta sẽ cùng di chuyển ra sân trung tâm để hướng dẫn và mời quý vị trong chương trình trưa nay. Kính mời quý vị quan khách đoàn đại biểu đại diện hai họ và quý vị cùng di chuyển về sân trung tâm. Mời quý vị nam thanh nữ tú chúng ta sẽ cùng di chuyển sâu hơn lên vị trí phía bàn tiệc bên trên để chúng ta sẽ cùng tham dự đại lễ thành hôn của hai em tôi ngày hôm nay được diễn ra thành công và tốt đẹp. Xin quý vị chúng ta vui lòng di chuyển sâu hơn về vị trí phía khu vực sân khấu.
con cảm tạ và kính mời quý vị quan khách. Chúng ta còn có rất nhiều quý vị đã đang đến. Mời quý vị cùng di chuyển vào sân trung tâm để chúng ta ổn định các vị trí chỗ ngồi. Lúc này xin mời cô dâu Hoàng Liên, em sẽ để hoa xuống bàn. Gia Mương sẽ cầm tay vợ mình, em cùng di chuyển đến trước bàn thờ Thiên Chúa Hoàng Thờ Gia Tiên để thực hiện trong nghi thức lễ Gia Tiên ngày hôm nay. Và xin được hân hoan rộng mở đón nhận tất cả tình cảm chân quý của tất cả quý vị. Xin trân trọng kính nhờ tới quý vị trong bàn tiếp khách, chúng ta sẽ cùng tiếp tục hướng dẫn đón mời quý vị di chuyển vào các vị trí phòng tiếp khách dự chương trình đại lễ thành hôn của em tôi. Kính thưa tất cả quý vị, quý bạn, lúc này trước khi bước vào chương trình đại lễ thành hôn, xin vẫn tất cả quý vị cho em tôi được thực hiện trong nghi thức lễ gia tiên, nhắc nhở mỗi người chúng ta Thiên Chúa chính là nguồn tình yêu thương. Và trong giây phút trọng đại linh thiêng này, xin cảm phiền kính mời quý vị đang hiện diện, chúng ta sẽ cùng vui lòng đứng dậy hướng về tôn nhan Thiên Chúa cũng là thượng đế của loài người ta, tại vị trí phía nhà chính diện, hiệp ý trong lời kinh tạ ơn, cầu nguyện và chúc phúc cho đê nương. Xin cảm phiền kính mời quý quan viên gia đình họ gái cũng như sự hiện diện của gia đình ông Hoàng Ngọc Lực và bà Nguyễn Thị Tùng Lê, chúng ta sẽ cùng vui lòng đứng dậy hướng về tôn nhan phía thượng đế cao sang phía trong nhà, hiệp ý với đôi tân hôn trong nghi thức tạ ơn. Xin cảm ơn kính mời quý vị đang hiện diện tại vị trí phòng rạp, chúng ta cũng vui lòng đứng dậy hướng về phía nhà chính diện, hiệp ý trong lời kinh tạ ơn ngày hôm nay. Mời hai em Hoàng Liên, Gia Vương hướng đến trước bàn thờ Thiên Chúa cũng là thượng đế của loài người ta trong giờ kinh tạ ơn. Thiên Chúa là nguồn vô tử trên trời và dưới đất, chính nhờ người mới có tổ tiên, ông bà, cha mẹ rồi mới có ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho gia đình chúng con hôm nay và mãi mãi. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương soi trí hồn con, ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành. Quyền xin Chúa ngôi ba coi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, buồn thân xác hồn chẳng làm ơn thiên. Kính lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ tiên chúng con, khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã tạo dựng con người ta có nam có nữ, và Thiên Chúa chúc phúc cho họ hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Ngày hôm nay đây, trong hạnh phúc thành hôn của hai em Trịnh Gia Vương và Hoàng Liên, hai gia tộc cũng như hai gia đình và đôi yên ương đến trước bàn thờ Thiên Chúa là Cha để dâng lời kinh tạ ơn. Xin Thiên Chúa chúc lành cho gia tộc chúng con, cách riêng cho hai gia đình và đặc biệt cho đôi tân hôn, để họ biết sống chung thủy với nhau trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Giúp hai em Gia Vương, Hoàng Liên giữ vững lời thề hôn ước. Xin cho họ luôn được bình an, mạnh khỏe, công ăn việc làm thuận lợi và thành công. Xin cho họ lấy dấu chỉ tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh làm kim chỉ nam trong cuộc sống hôn nhân của mình. Xin Thiên Chúa đoái thương, chúc lành cho đôi yên ương được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và chung thủy với nhau trong suốt cả cuộc đời. Xin mời em cùng dâng hương với ba lễ xá trước bàn thờ Thiên Chúa tình yêu. Và hai em sẽ cùng di chuyển đến trước bàn thờ Gia Tiên để trình diện các bậc tổ tiên anh minh. Chính nhờ các ngài mà mới có gia đình và có hai em. Xin được trình diện trước di ảnh các bậc tiền nhân Đùy Nương, Gia Vương và Hoàng Liên. Từ đây hai em sẽ về chung sống hạnh phúc một nhà. Trong hạnh phúc thành hôn của Đùy Nương hôm nay, Đùy Nương xin phép được bày tỏ tâm tình tạ ơn. Xin mời em cùng dâng hương với hai lễ xá trước bàn thờ Gia Tiên.
Và nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho gia đình chúng con hôm nay và mãi mãi. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính mời các cụ công các bà quý vị an tọa. Mời Hoàng Liên Gia Vương di chuyển về vị trí bàn chủ hôn. Kính thưa quý vị, quý vị, luôn chúng tôi hân hoan được chào đón tất cả quý vị cùng về với hạnh phúc của hai em Trịnh Gia Vương kết duyên cùng Hoàng Liên trong hạnh phúc thành hôn buổi trưa ngày hôm nay. Trong kính các cụ, kính thưa công các bà, thưa quý vị, khách quý gần xa rất trân trọng và kính mến. Lúc này, cho phép ban tổ chức gia đình chúng tôi xin phép được chính thức bắt đầu tổ chức với hạnh phúc của em tôi hôm nay. Trong kính trên các cụ, kính thưa công các bà, thưa quý vị, khách quý gần xa rất trân trọng và kính mến. Thưa quý vị, có thể nói rằng yêu nhau thì chẳng còn xa gần, mà cầu không tây vịn cũng lần mà sang. Để rồi yêu nhau thì chẳng còn lầm than, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua. Đặc biệt với tình yêu của hai em Gia Vương và Hoàng Liên, trên bước đường công tác, học tập, em tôi đã tìm thấy ở nhau bến bờ hạnh phúc. Em đã tư chuyện với cha mẹ đôi bên. Và ngày hôm nay đây, hai gia đình đã lựa chọn ngày đẹp nhất trong tháng, tháng đẹp nhất trong năm, để cùng hân hoan tổ chức chương trình đại lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho hai em Trịnh Gia Vương kết duyên cùng Hoàng Liên trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Giờ này rất vinh dự cho gia đình họ nhà trai chúng tôi, gia đình ông Trịnh Văn Toàn và bà Phạm Thị Thúy, là bố mẹ tân sinh của chàng rể Trịnh Gia Vương, được hân hoan đón mời sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, sự hiện diện của quý vị song thân hai họ, đặc biệt quý quan viên gia đình họ gái khách quý, cùng sự hiện diện của gia đình ông bà thông gia, ông Hoàng Ngọc Lực, bà Nguyễn Thị Tùng Lê, đến từ ấp 2, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai, cùng về tổ chức và tham dự ngày hạnh phúc thành hôn của em tôi. Lời đầu tiên cho phép những người thực hiện chương trình lễ thành hôn buổi trưa ngày hôm nay, xin phép được đại diện thay lời cho gia đình họ trai, thay lời cho hai em, hân hoan kính gửi tới các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể quý vị, quý quan viên gia đình hai họ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc tất cả quý vị và gia đình đa tài, đa lộc, đa phú quý, đắc tài, đắc lộc, đắc bình an. Chúc cho ngày phúc của hai em Trịnh Gia Vương kết duyên cùng Hoàng Liên thành công viên mãn. Và giờ này xin phép được trịnh trọng công bố chương trình lễ thành hôn chúc phúc cho tình yêu của hai em Gia Vương đẹp duyên cùng Hoàng Liên. Xin phép được chính thức bắt đầu. Một tràng pháo tay thật giòn thật dài để chúc mừng, xin mời. Và kính thưa quý vị, khách quý và những ý thức đầu tiên lúc này đây về phía gia đình hai họ, chúng tôi xin được cùng hoan hỉ chào đón sự hiện diện của quý gia đình thông gia cùng với hai con trở về vị trí lễ đài hạnh phúc ngày hôm nay. Về phía gia đình họ nhà trai, xin được chân hoan chào đón sự hiện diện của ông Trịnh Văn Toàn và bà Phạm Thị Thúy. Về phía gia đình họ gái, xin kính mời ông Hoàng Ngọc Lực và bà Nguyễn Thị Tùng Lê sẽ cùng di chuyển về vị trí lễ đài hạnh phúc cùng hai con hân hoan chào đón quý vị ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa quý vị, lúc này hiện diện tại vị trí lễ đài hạnh phúc, xin được với tất cả quý vị tứ thân phù mẫu quả dâu sinh nhật thảo ngày hôm nay. Mời quý vị một tràng pháo tay thật giòn thật dài để chúc mừng, xin mời. Kính thưa quý vị, khách quý và những ý thức đầu tiên lúc này đây, thì xin được trân trọng kính mời quý bố mẹ đôi bên sẽ lán lại sân khấu đứng tại vị trí để cùng chứng kiến hạnh phúc của hai con với bánh cưới và thắp ly tình yêu. Lúc này xin mời cô dâu Hoàng Liên, em một lần nữa sẽ để hoa xuống bàn. Minh Gia Vương và Hoàng Liên, em sẽ cùng về tiến về bên bánh tình yêu để cùng nhau chia sẻ hạnh phúc ngọt ngào qua bánh cưới ngày hôm nay. Xin mời. Với sự chứng quả của bố mẹ đôi bên, lúc này em sẽ cùng nhau cắt tầng bánh đầu tiên.
cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa và Thượng Đế cao sang đã ban cho em có ngày hạnh phúc như ngày hôm nay. Xin mời hai em. Và tầng bánh thứ hai em cùng nhau chia sẻ phúc để cảm tạ nghĩa sinh thành của bố mẹ đã suốt đời vất vả vì chúng con. Và tầng bánh thứ ba em cùng chia sẻ thề non hẹn biển chung sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Mời quý vị một tràng vỗ tay để chúc mừng. Xin mời. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Kính thưa quý vị, và sau khi đã chia sẻ phúc ngọt ngào qua bánh cưới, lúc này em tôi sẽ cùng nhau gạn rượu trên tháp ly tình yêu, khai mào cho ngày phúc của Nuôi Nương ngày hôm nay. Xin mời Gia Vương sẽ mở chai sâm banh đầu tiên. Kính thưa quý vị, rượu có màu hồng, biểu trưng yêu màu của máu và màu của con tim. Cô dâu Hoàng Liên sẽ cùng chung tay cùng chàng rể Gia Vương gạn rượu trên tháp ly tình yêu. Xin mời. Thưa quý vị, lúc này từ phía tháp ly tình yêu, những làn khói lan tỏa như hạnh phúc ngọt ngào của Gia Vương và Hoàng Liên. Em tôi được bước đi trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, được chung sống hạnh phúc trong cuộc sống gia đình mình ngày hôm nay. Cùng với sự chứng quả của tất cả quý vị cùng về đây dự và chúc mừng hạnh phúc cho đôi nương. Cùng với đó, lúc này gia đình ông bà Trịnh Văn Toàn được hân hoan đón mời quý vị về tham dự tiệc cưới trưa nay. Kính nhờ quý vị trong gia đình, chúng ta sẽ hướng dẫn đón mời quý vị về tham dự trong chương trình tiệc cưới, tiếp tục di chuyển về các vị trí phòng tiếp khách để cùng hân hoan chào đón quý vị ngày hôm nay. Sau khi gạn hết chai sâm banh thứ nhất, xin mời Gia Vương sẽ mở chai sâm banh thứ hai. Gạn ra 6 ly rượu đã sắp sẵn tại vị trí bàn rượu, cô dâu sẽ giúp chàng rể với các ly. Xin mời em. Xin mời Gia Vương, em sẽ gạn ra 6 ly rượu sâm banh để thực hiện trong nghi thức dâng rượu cảm tạ nghĩa sinh thành. Kính thưa quý vị, với hình ảnh đẹp nhất đám cưới của em Gia Vương và Hoàng Liên sẽ được đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook của Ban Truyền thông Toàn Linh. Và ngày phúc ngày hôm nay đây, với sự góp mặt của quý quan viên gia đình hai họ, đặc biệt với sự hiện diện của quý quan viên gia đình họ gái khách quý. Và sau khi đã gạn rượu tại vị trí cách ly, phần rượu còn lại xin mời em tiếp tục gạn rượu trên tháp ly tình yêu. Phần rượu còn lại xin mời em cùng tiếp tục chung tay gạn rượu trên tháp ly tình yêu. Và ngay sau đây sẽ là màn dâng rượu cảm tạ nghĩa sinh thành và ly rượu kết tình thông gia. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu Hoàng Liên và chàng rể Gia Vương sẽ dâng rượu cho nhạc phụ và nhạc mẫu của mình. Xin mời Gia Vương sẽ dâng rượu cho bố mẹ từ phía cô dâu Hoàng Liên. Chúng con xin kính mời bố mẹ sẽ đón nhận ly rượu ngày hạnh phúc tân hôn và cảm tạ nghĩa sinh thành. Xin mời chàng rể sẽ dâng rượu cho người mẹ của cô dâu. Còn cô dâu Hoàng Liên sẽ dâng rượu cho bố mẹ từ phía chàng rể Gia Vương. Xin mời. Chúng con kính mời bố đón nhận ly rượu cảm tạ nghĩa sinh thành, kính mời mẹ. Và hai ly rượu còn lại xin mời hai em sẽ cùng cầm hai ly rượu tại vị trí phía bàn chủ hôn. Và lúc này đây thì bố mẹ sẽ cùng cụm ly chúc mừng hạnh phúc cho hai con và kết tình thông gia. Xin kính mời quý bố mẹ cùng với đôi nương. Xin mời. Sau đó xin mời hai em Gia Vương Hoàng Liên, hai em cùng đan tay uống ly rượu nghĩa phu thê. Còn quý vị, xin quý vị một tràng vỗ tay để chúc mừng. Xin mời quý bố mẹ thông gia cùng uống ly rượu kết tình thông gia. Xin mời. Chúng con xin cảm ơn bố mẹ thật nhiều. Và lúc này xin kính mời hai mẹ sẽ cùng cầm tay nhau để chính thức kết tình thông gia. Xin mời. Kính mời hai bố cùng bắt tay nhau. Xin mời. Một tràng vỗ tay thật giòn thật dài để chúc mừng. Xin mời. Vâng, chúng con xin cảm ơn quý bố mẹ thật nhiều. Kính mời quý bố mẹ sẽ trở về vị trí của mình, tiếp tục tham dự chương trình lễ tảnh hôn trưa nay. Và xin mời hai em Gia Vương Hoàng Liên sẽ đứng tại vị trí lễ đài hạnh phúc
cô dâu sẽ cầm hoa ngày cưới. Kính thưa quý vị, quý anh chị rất trân trọng và kính mến, và có lẽ rằng lúc này đây, cho phép ban tổ chức tôi xin phép được hoan nghỉ chào đón vị đại biểu đại diện quan viên gia đình họ gái khách quý sẽ đại diện thay lời cho gia đình ông bà Hoàng Ngọc Lực và bà Nguyễn Thị Tùng Lê có lời phát biểu trao dâu trong ngày phúc thành hôn trưa nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính chào vị đại biểu đại diện gia đình họ gái ngày hôm nay. Mời quý vị một trong các đề chào đón đại diện từ phía quan viên gia đình họ gái khách quý ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Xin trân trọng kính chào quý cụ, quý ông, quý bà trong nội tộc họ nhà trai, và cũng xin kính chào chính quyền địa phương cũng như khách quý trong hôn trường. Tôi cũng xin thay mặt cho gia đình đàn gái cũng có đôi lời trong buổi lễ thành hôn hôm nay. Trước hết cũng xin cảm ơn quý gia tộc đàn trai đã bỏ những cái điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho họ đàn gái chúng tôi đến đây để mà cùng chung tham dự cái buổi lễ thành hôn hôm nay. Thay mặt gia đình đàn gái xin trân trọng cảm ơn, và đồng thời cùng nhiệm vụ đưa con em về nhà chồng. Thì trong cuộc sống Bắc Nam hai miền có những cái mà cháu cũng chưa được hiểu rõ, thì cũng xin quý gia tộc đàn trai cũng hướng dẫn thêm để cho cháu hiểu rõ nhiều hơn và mọi cái đều được tốt đẹp hơn. Và cuối cùng tôi cũng xin chúc quý thông gia càng ngày càng gần, và xin chúc cho cô dâu chủ rể hai cháu được hạnh phúc, và hai cháu sống làm sao cho xứng đáng dâu hiền rể thảo. Và xin chúc hai họ và cùng toàn thể quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an vui. Một lần nữa thay mặt cho gia đình đàn gái xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Kính thưa quý vị, khách quý, như vậy thì vị đại biểu đại diện quan viên gia đình họ gái ngày hôm nay, trước tiên ông xin phép được đại diện thay lời cho quý họ xin được hân hoan gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Và trong ngày phúc thành hôn của hai em Hoàng Liên, Gia Vương, lúc này quan viên gia đình họ gái khách quý xin phép được chính thức trao gửi em Hoàng Liên nơi gia đình họ nhà trai, chính thức trở thành con dâu trong dòng tộc họ Trịnh, làm con dâu của gia đình ông bà Trịnh Văn Toàn và bà Phạm Thị Thúy, làm vợ của chàng rể Trịnh Gia Vương. Xin phép được gửi trao cháu Hoàng Liên nơi gia đình họ trai, rất mong sự yêu thương chăm sóc của gia đình cho cháu dâu cũng như con dâu khi bước về nhà chồng, và rồi ông cầu chúc cho hai cháu được hạnh phúc viên mãn trọn đời bên nhau. Trước khi dứt lời, vị đại biểu đại diện gia đình họ gái xin cảm ơn sự tiếp đón trong tình thông gia thắm tình thắm nghĩa từ phía quan viên gia đình họ trai dành tặng cho gia đình họ gái trong chương trình lễ thành hôn chiều nay. Xin cảm ơn vị đại biểu đại diện gia đình họ gái khách quý. Kính thưa quý vị, về dự và chúc mừng hạnh phúc cho em tôi ngày hôm nay, vinh dự cho gia đình ông bà Trịnh Văn Toàn được hân hoan đón mời diện diện của tất cả quý vị. Để rồi hôm nay thì long vùng sum vầy, chúc đôi bạn trẻ đẹp ngày thành hôn. Mà họ gái thì đã phát biểu rồi, sau đây họ trai sẽ có lời muốn thưa. Cho phép ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu đại diện quan viên gia đình họ trai sẽ đại diện thay lời cho gia đình ông bà Trịnh Văn Toàn có lời phát biểu trong chương trình lễ thành hôn chiều nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bậc, cô dì, chú bác, các bạn bè, thanh niên, nam nữ của hai cháu và quý vị khách quý của hai gia đình. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới quý vị lời chào kính trọng và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Kính thưa các cụ, hai cháu đã tự do tìm hiểu và quyết định đến với nhau trong tình yêu, trong đời sống hôn nhân. Hai cháu đã về thân thưa cùng với gia đình bố mẹ hai bên, và được sự nhất trí của bố mẹ, hai cháu đã được chính quyền địa phương đã cho đăng ký kết hôn. Hai cháu đã được cha xứ làm lễ thành hôn, và ngày hôm nay hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Vậy tôi đại diện
cho họ nhà trai trước hết lên để chúc mừng hạnh phúc hai cháu. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, bạc đầu nghĩa phu thê. Kính thưa quý vị, và hôm nay tôi cũng thay lời cho hai bác, tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình của quý họ gái đã không quản đường xá xa xôi đến đây về để dự lễ thành hôn của hai cháu. Và cũng xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, thân bằng quyến thuộc, các bạn bè của hai gia đình đã bớt chút thời gian đến đây để chung vui và chúc mừng cho hai cháu. Cuối cùng, tôi xin một lần nữa gửi tới quý vị, chúc các quý vị một sức khỏe dồi dào để chuẩn bị đón một mùa xuân mới, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Kính thưa quý vị, thưa quý vị, như vậy thì vị đại biểu đại diện gia đình ông bà Trịnh Văn Toàn và bà Phạm Thị Thúy xin được đại diện cho quan viên gia đình họ nhà trai hân hoan nhiệt liệt chào đón tất cả quý vị cùng về với ngày phúc thành hôn của hai cháu Trịnh Gia Vương, đẹp duyên cùng Hoàng Liên trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Cùng với đó, giờ này ông cũng xin phép được đại diện cho dòng tộc gia đình họ trai chính thức đón nhận cháu Hoàng Liên trở thành một thành viên của gia tộc họ Trịnh, làm con dâu của gia đình ông bà Trịnh Văn Toàn và làm vợ của chàng rể Trịnh Gia Vương. Cũng xin phép được gửi trao cháu Trịnh Gia Vương giờ phút này chính thức trở thành con cái của dòng tộc họ Hoàng, làm con rể của gia đình ông Hoàng Ngọc Lực, bà Nguyễn Thị Tùng Lê và làm chồng của cô dâu Hoàng Liên. Chúc cho hai cháu được hạnh phúc viên mãn trọn đời bên nhau. Và rồi cũng đại diện cho gia đình họ nhà trai xin cảm ơn tất cả sự hiện diện quý giá của quý vị cùng về đây dự và chúc mừng hạnh phúc tân hôn cho hai em. Và rồi cuối cùng, ông cũng quyền chúc cho hai cháu được hạnh phúc trọn đời bên nhau. Xin cảm ơn vị đại biểu đại diện gia đình họ trai trưa nay. Kính thưa quý vị, về đây dự trong ngày phúc thành hôn của hai em tôi, quý vị ngoài những lời phát biểu chúc mừng còn dành cho em rất nhiều những phần quà. Giờ này xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với trang quà tặng chúc mừng hạnh phúc cho đi nương. Phần quà đầu tiên, xin bắt được trân trọng kính mời phần quà của ông bà nội, của chàng rể Gia Vương sẽ có quà chúc mừng hạnh phúc hai cháu chiều nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Chúng con xin phép được trân trọng đón nhận phần quà của ông bà nội, của chàng rể Gia Vương. Sau phần quà của ông bà nội, xin đón nhận phần quà của bà ngoại, của chàng rể Gia Vương cũng sẽ có quà dành tặng hai cháu trưa nay. Xin kính mời. Và chúng tôi hoan hỉ chào đón quý vị về tham dự tiệc cưới của hai em Gia Vương đẹp duyên cùng Hoàng Liên. Kính nhờ quý vị trong ban tiếp khách đã được gia đình ông bà Trịnh Văn Toàn sở cậy trong việc đón khách, tiếp tục hướng dẫn để đón mời quý vị trong hạnh phúc hôm nay. Ông ngoại sẽ, ông nội sẽ trao quà của ông bà nội cho cháu dâu. Và mời quý vị một tràng pháo tay để chúc mừng, xin mời. Sau đây xin được trân trọng đón nhận phần quà của bà ngoại, của chú rể Gia Vương. Chúng con kính mời phần quà từ phía bà ngoại sẽ chuẩn bị trở về sân khấu để trao quà, xin mời. Chúng con xin cảm ơn ông bà nội, của chú rể ạ. Sau phần quà của bà ngoại, của chàng rể Gia Vương, xin hân hoan đón nhận phần quà của hai bác Hùng sẽ có quà dành tặng hai cháu trưa nay. Xin kính mời phần quà của hai bác Hùng. Xin đại diện hai em cảm ơn phần quà của bà nội, bà ngoại, của chú rể ngày hôm nay. Sau phần quà của ông bà nội và của bà ngoại, của chú rể, xin mời phần quà của hai bác Hùng. Sau phần quà của hai bác Hùng, xin đón nhận phần quà của chú Thím Văn Quyên sẽ có quà chúc mừng hạnh phúc hai cháu ngày hôm nay. Xin kính mời. Sau phần quà của chú Thím Văn Quyên, xin đón nhận phần quà của cậu mợ Sơn Lý và cậu mợ Hải Phương sẽ chuẩn bị phần quà chúc mừng hạnh phúc đôi nương ngày hôm nay. Xin mời. Xin cảm ơn phần quà của hai bác Hùng, phần quà của chú Thím Văn Quyên. Xin mời phần quà của cậu mợ Sơn Lý và cậu mợ Hải Phương trở về sân khấu để trao quà. Xin mời.
sau phần quà của cậu mợ Xuân Lý và cậu mợ Hải Phương, xin đón nhận phần quà của chú dì Cảnh Thảo và chú dì Hàm Dung. Vì điều kiện thời lượng buổi trưa không cho phép, xin quý vị chúng ta vui lòng khi ban tổ chức đã nêu tên, xin quý vị chúng ta sẽ chuẩn bị các phần quà. Xin mời phần quà của chú dì Cảnh Thảo và chú dì Hàm Dung trở về sân khấu để trao quà chúc mừng hạnh phúc. Sau phần quà của chú dì Cảnh Thảo và chú dì Hàm Dung, xin đón nhận phần quà của hai em Đăng Chi là em rể và em gái của chú rể Gia Vương. Xin mời. Sau phần quà của hai em Đăng Chi, xin mời các em Trang, Hân, Bảo trở về sân khấu để trao quà chúc mừng hạnh phúc duyên ương ngày hôm nay. Xin mời. Và kính mời quý vị chúng ta cùng mời tiệc chầu trà nước thuốc tham dự chương trình đại lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho hai em Trịnh Gia Vương, đêm duyên cùng Hoàng Liên trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Sau phần quà của các em Trang, Hân và Bảo, xin được đón nhận phần quà của bố mẹ Bình Na là bố mẹ thiêng liêng từ phía chàng rể Gia Vương, sẽ có quà chúc mừng hạnh phúc hai con. Xin kính mời. Xin mời phần quà của các em Trang, Hân, Bảo, các em cùng trở về sân khấu để trao quà chúc mừng hạnh phúc cho anh chị mình trong hạnh phúc trưa nay. Xin mời. Kính thưa quý vị, trong niềm hạnh phúc vô bờ của hai em Gia Vương và Hoàng Liên, lúc này em tôi đang được trân trọng đón nhận tất cả tình cảm chân quý của quý vị. Bên cạnh đó là những tân phần tăng phẩm kỷ vật ngày hạnh phúc chúc mừng hạnh phúc cho đinh nương ngày hôm nay. Và xin mời em Bảo đang ở vị trí nào sẽ cùng di chuyển về sân khấu để trao quà. Xin được cảm ơn em rất nhiều. Tiếp theo xin đón nhận phần quà của bố mẹ Bình Na là bố mẹ thiêng liêng của chàng rể, sẽ có quà chúc mừng hạnh phúc hai con. Sau phần quà của bố mẹ Bình Na, xin mời phần quà của con Ngô Đức Thiên. Xin mời con Đức Thiên trở về sân khấu để trao quà. Sau phần quà của con Đức Thiên, xin mời phần quà của bé Bo. Sau phần quà của bé Bo là con thiêng liêng của chú rể Gia Vương, thì xin mời phần tặng phẩm của bé Đô La, cũng là con thiêng liêng của chàng rể Gia Vương. Xin mời các con lần lượt trở về sân khấu để trao quà. Đây là phần quà của bé Bo. Khi nghe tin bố Vương chuẩn bị lấy vợ đã góp vào trong lợn, và ngày hôm nay dành tặng cho bố Vương một con lợn vàng. Chúc mừng hạnh phúc bố mẹ. Mời quý vị một tràng pháo tay để chúc mừng. Xin mời. Cảm ơn Bo rất nhiều. Cảm ơn con. Sau đó xin mời phần quà của bé Đô La, cũng là con thiêng liêng của chàng rể, sẽ trở về sân khấu để trao quà. Xin mời. À, thế là bé Đô La và bé Bo cùng góp lên để chúc mừng hạnh phúc cho bố mẹ trong hạnh phúc ngày hôm nay. Cảm ơn các con với những phần quà rất ngộ nghĩnh và xinh xắn. Chúc mừng hạnh phúc cho bố Vương và mẹ Liên. Một tràng pháo tay của quý vị. Cảm ơn tất cả các phần quà trong hạnh phúc trưa nay. Và lúc này với một phần quà rất ý nghĩa, xin được trân trọng đón chào phần quà từ phía bản Rong Giữa xóm 7AB. Kính mời đại diện cho bản Rong Giữa trở về sân khấu để trao quà chúc mừng hạnh phúc cho em Gia Vương và Hoàng Liên ngày hôm nay. Xin kính mời phía đại diện cho bản Rong Giữa xóm 7AB. Và phần quà của bản Rong Giữa xóm 7AB chúng tôi được đón nhận, xin gấp được gửi trao cho cô dâu và chú rể trong hạnh phúc của trưa ngày hôm nay. Đây là phần quà của bản Rong Giữa xóm 7AB. Chúc mừng cho gia đình và mừng hạnh phúc về nương. Một tràng pháo tay của tất cả quý vị dành tặng cho tất cả các phần quà ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thật nhiều.
Kính thưa quý vị, khách quý, một lần nữa chúng tôi xin được đại diện thay lời cho em Gia Vương Hoàng Liên cảm ơn tất cả sự hiện diện của tất cả quý vị đã cùng về đây dự và chúc mừng hạnh phúc cho đi nương. Thưa quý vị, và có lẽ rằng lúc này cánh cửa phòng Loan đã mở đón chào, dẫn con dâu mới bước vào phòng Loan. Và rồi tất cả các phần quà, những lời ca tiếng hát chúng ta sẽ tiếp tục trong chương trình tiệc cưới trưa nay. Lúc này trước khi mẹ đón dâu, cho phép ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bố Toàn, mẹ Thúy sẽ cùng di chuyển về lễ đài hạnh phúc cùng với tất cả các con ghi hình lưu niệm đại gia đình trước khi gia đình họ nhà trai chính thức đón dâu chiều nay. Xin trân trọng kính mời bố mẹ. Kính thưa quý vị, trong niềm hân hoan hoan nghỉ của gia đình họ nhà trai, ông Trịnh Văn Toàn và bà Phạm Thị Thúy lúc này được đón nhận tình cảm chân quý của tất cả quý vị, sẽ là một bức hình lưu niệm đại gia đình của chàng rể Gia Vương. Kính mời bố đứng cạnh con rể, con trai của mình ạ. Kính mời bố đứng cạnh chàng rể Gia Vương. Mời em Hoàng Liên và Gia Vương sẽ đứng tại vị trí giữa sân khấu. Kính thưa quý vị, đây là hình ảnh đẹp nhất của gia đình họ nhà trai, ông Trịnh Văn Toàn và bà Phạm Thị Thúy trong hạnh phúc tảnh hôn của con trai cả Trịnh Gia Vương. Một lần nữa cảm tạ tất cả sự hiện diện của tất cả quý vị trong hạnh phúc tảnh hôn buổi trưa ngày hôm nay. Và sau ngày này xin phép được trân trọng kính mời người mẹ của chàng rể Gia Vương sẽ chính thức đón dâu, dẫn hai con Hoàng Liên, Gia Vương nhập phòng Loan hạnh phúc. Rồi chúng con xin kính mời mẹ sẽ chính thức dẫn dâu rể nhập phòng mai trúc ngày hôm nay. Xin kính mời. Kính thưa quý vị, niềm hoan hỉ hạnh phúc của dâu sinh rể thảo lúc này được đón nhận với sự hiện diện của tất cả quý vị. Lúc này xin được trân trọng kính mời mẹ sẽ chính thức dẫn dâu rể nhập phòng Loan hạnh phúc. Xin mời. Kính thưa quý vị, quý vị rất trân trọng và kính mến với ngày người mẹ dẫn dâu nhập phòng mai trúc. Chương trình đại lễ tảnh hôn mừng hạnh phúc cho em Trịnh Gia Vương kết duyên cùng Hoàng Liên đã được diễn ra rất thành công và tốt đẹp. Cho phép ban tổ chức tôi xin được trân trọng đại diện thay lời cho hai gia đình cảm ơn đến tất cả sự hiện diện của tất cả quý vị. Và thưa tất cả quý vị, quý chị rất trân trọng và kính mến, đã hẹn xong chương trình lễ tảnh hôn trưa nay sẽ là chương trình tiệc cưới chúc mừng hạnh phúc cho Liên Hương và những người cùng đức tin Kitô giáo chúng ta xác tín một điều: Thiên Chúa chính là nguồn tình yêu thương. Và trong giây phút linh thiêng trọng đại này, một lần nữa chúng tôi xin cảm phiền kính mời quý vị đang hiện diện, chúng ta sẽ cùng vui lòng đứng dậy hướng về tôn nhan Thiên Chúa tại các vị trí vòng tiếp khách, hiệp ý với vị đại diện trong giờ kinh tạ ơn trưa nay. Xin kính mời vị đại diện sẽ giúp gia đình trong giờ kinh tạ ơn trưa nay. Xin kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà cũng như toàn thể các quý đại biểu hướng về bàn thờ Thiên Chúa trong nhà để dâng lời nguyện trưa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Đức Chúa Trời thay danh nhân dân tiền tri do rất danh đức bà Maria. Kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, mà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Amen. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời. Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, mà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Cho quay ngồi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng con. Kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, mà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy ra thánh Đức Bà, Đức Chúa Trời. Lạy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
tràn đầy thần ân hồn sắc trên tất cả quý cụ, quý ông, quý bà cũng như tất cả các quý vị biểu. Và trong buổi trưa hôm nay, thay bên gia đình chúng tôi cũng sửa một bữa cơm thân thiện, kính mời ông quý bà cũng như toàn thể các quý đại biểu dành những thời gian ở lại cùng chia sẻ với gia đình chúng tôi. Cuối cùng một lần nữa xin chúc tất cả các cụ, các ông, các bà luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt, đón một mùa xuân mới. Và trong bữa trưa hôm nay, chắc hẳn trong gia đình chúng tôi cũng không tránh khỏi những viêm khuyết. Mong tất cả quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể quý đại biểu cảm thông và lượng thứ. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, kính quý vị, như vậy thì đại biểu đại diện cho gia đình Hoàng Nhà Trai một lần nữa cảm ơn tất cả gia đình của quý vị. Và trong ngày phút thành hôn của em Gia Vương và Hoàng Liên hôm nay, gia đình ông bà Trịnh Văn Toàn sẽ được tổ chức với chương trình tiệc cưới chúc mừng hạnh phúc cho em. Và lúc này chương trình tiệc đã sẵn sàng. Xin kính mời tất cả quý vị ta cùng hợp thể trong giờ kinh tạ ơn trước khi chúng ta dùng tiệc, để xin Chúa chúc lành và thánh hóa cùng ăn cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Một lần nữa xin phép được đại diện thay lời cho hai gia đình đỡ lời cho dâu sinh thị thảo cảm ơn tất cả xin chân và tất cả quý vị thật nhiều. Kính thưa quý vị, và trong niềm hân hoan hạnh phúc hoan hỉ của hai em Gia Vương Hoàng Liên, gia đình được trân trọng đón nhận tình cảm chân quý của tất cả quý vị, đặc biệt quan viên gia đình họ hàng khách quý đến từ quê đất mẹ Đồng Nai. Và chúng ta vẫn biết rằng người miền Nam thì họ vẫn là thích vừa dùng tiệc vừa ca vừa hát. Và có lẽ là ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị ta cùng mời tiệc, và chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của dì Hương Nhài, đúng không ạ? Dì Hương Nhài từ phía cô dâu trong chương trình chiều nay, xin được trân trọng chào đón dì. Vâng, xin được chào đón tiếng hát của dì Hương Nhài trong chương trình hôm nay. Cảm ơn MC rất là nhiều. Lời đầu tiên cho con xin kính chào các cụ, các ông và các bà cùng toàn thể khách quý đang hiện diện trong buổi tiệc hôm nay. Con cũng không biết nói gì hơn. Con xin kính chúc các cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể khách quý nhiều sức khỏe, bình an và tràn ngập niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay là ngày thành hôn của hai cháu. Dì cũng có gì hơn cầu chúc cho hai con mãi mãi hạnh phúc và bình an và trở thành một gia đình thánh thiện. Giờ đây con xin kính gửi một ca khúc mang tựa đề đó là Chờ Đông. Trời đang mưa, anh ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng em đang chờ, mùa đông ai ân em đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Tình lại buồn ai sao? Vì ta đã nguyện một đời yêu nhau. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù lòng tháng phố
Xin quý vị một tràng pháo tay để cảm ơn tiếng hát của Thùy Nhài Thùy Lài trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Và thưa tất cả quý vị, cái quý và sau khi chia tay với tiếng hát của dì Hương Lài thì chúng tôi mời tất cả quý vị đến với tiếng hát của bác Phước, là bác của cô dâu, cũng sẽ có một ca khúc để gửi tặng tất cả quý vị, gửi tặng quan viên gia đình họ gái trong chương trình trưa này. Xin được trân trọng chào đón tiếng hát của bác Phước ạ. Xin kính chào quý cụ, quý ông, quý ba, họ nhà trai. Kính chào tất cả quý vị trong các chuyến hôm trường. Nhân dịp hôm nay ngày vui của hai cháu, tôi cùng bạn của cô dâu xin dịp vui cùng quý vị những bản nhạc mang tên Tình Ca Quê Hương. Tại vì xa và miền Nam lâu quá, về miền Trung thì cũng nhớ thương. Tôi này xin gửi đến cùng quý vị lắng nghe. Sinh ra giữa lòng miền Trung, vùng thế dương du hoang nước mặn đồng chua, thôn xóm tôi sống
đời những cây. Quê hương tôi phố Trường Sơn, quê hương tôi là đây nước chảy suối nguồn, sông cát dài biển xanh thái bình. Đêm trăng lời mẹ ru che thơ giấc ngủ hiền ngoan, và trai gái quê mấy lời chân tình. Qua bao nhiêu tuổi đời ngả nghiêng, quê hương ơi phù sinh các đời cho người trong tiếng. Và một ca khúc nữa thì xin được gửi tới các quý vị qua cặp song ca của Đăng Dương và Trịnh Quyên với nhạc khúc Ba Quan Mời Chầu. Xin được chào đón tiếng hát của Đăng Dương và Trịnh Quyên trở về sân khấu trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Để chúc mừng cho năm hạnh phúc cho hai bạn trẻ, chúng tôi xin gửi tới tất cả hội bài hát Ba Quan Mời Chầu. Ba quan một chiếc đã chiếc thuyền nào có về là về với hồi có gái ngoan tâm
này đây ơi. Anh là anh ấy vẫn còn không. Ba con một chiếc là chiếc thuyền không. Có về là về với nỗi gió. Biết sông có ba bạn tôi ôm anh dấu tình này. Anh cả. Cô cả, cô hai ở nàng đôi. Ba quan một chiếc là chiếc thuyền mảnh. Có về là về với hội có. Cái danh với đời ô mây dấu tình mời. Cô cả. Hãy lên hát đi trời. Cô hai vẫn còn duyên. Ô mây dấu tình ô mây dấu tình ơi. Trên trời có đám mây xanh. Có cái con ngựa bay chạy quanh gặp mi trời. Ô mây dấu tình ô mây dấu cái tình ta muốn lấy cái nhau chơi. Nhưng cái duyên thừa đình thì trời mà chưa xem. Nhưng ý đôi bên nước cây bờ tre. Nhưng cái duyên đã đình trời sẽ cử bao. Ô mây dấu tình ô mây dấu tình ơi. Châu tình ăn vào cho đỏ, ăn vào cho đỏ môi mình mà em miếng trầu là miếng trầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mẹ cha. Bao nhiêu đắng cay, anh chỉ cần một cái nắm tay. May mắn thay lòng vừa mới đây, ai mang người tới ngay khi anh chạm tay. Em làm anh mất cả lý trí, bèn bán luôn cả linh hồn. Do thể xác không có chí khí nên muốn theo em mãi để được sinh tồn. Anh muốn nói với em một bài câu yêu, chắc chắn không thể nói phai màu em. Nếu thích công việc gì phải giấu, anh yêu em với chị em thật dài lâu. Yeah. Nếu thích thì cứ like, anh là thứ nhất là gì có gian thứ hai. Vì thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu với chủ nhật, không phải đi với anh thì giữ ai. Nhưng dù thế nào thì em ơi chưa có lo, mưa bão nắng gắt hay là gió to, kể anh vẫn sẽ ở bên như mọi thứ trở nên. Tại anh chỉ cần em vẫn ở đó, baby, baby, em vẫn ở đây, em vẫn ở đây, em vẫn ở đây để anh được nắm đôi tay này. Ngọt ngào hương thơm như tình yêu.
con trai mà sao anh cứ ế quài. Qua 20 con trăng mà chưa tìm được người nắm tay. Con tìm em trong trăng chưa hề biết yêu ai. Hôm nay lên chùa em cầu tình duyên, mong sao may mắn ra duyên có luôn người yêu. Để đêm về lòng thôi buồn thiêu, rước hay đẹp trai duyên lành cũng tới. Vậy là từ nay hết ế rồi vì đã có anh ở bên đời. Con tim em lên giá bao năm giờ đã có anh cười ấm. Cành hồng em vừa trao tay nồng nàn tình càng thêm say. Hứa với anh một lời rằng em sẽ yêu anh mãi mong đợi. Cùng em đi đến viết cuối đời chân trời, cùng nhau xây đắp hạnh phúc rạng ngời. Yêu lắm thương lắm em ơi em ơi. Vậy là từ đây em đã có anh kề bên, tình đèn say cầm đôi tay. Em sẽ dắt anh đi rong chơi muôn nơi anh ơi. Em năm nay 20 mà chưa mạnh tình dắt dai. Anh đi cùng bồ trai mà sao anh cứ ế quài. Qua 20 con trăng mà chưa tìm được người nắm tay. Con tim em trong trăng chưa hề biết yêu ai. Hôm nay lên chùa em cầu tình duyên, mong sao may mắn ra duyên có luôn người.